Kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thi Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một số thông tin trong ngày. Thành phố Hồ Chí Minh cách ly 53 cán bộ nhân viên bệnh viện huyện Bình Chánh. Ban giám đốc cùng với nhiều lãnh đạo phòng khoa bệnh viện huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh vừa phải cách ly do tiếp xúc với người nhà của một ca dương tính COVID-19 trong một đám tang. Ngày 25 tháng 3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết là trên 50 cán bộ y tế bệnh viện huyện Bình Chánh phải đi cách ly tập trung do trước đó có tiếp xúc với một người nhà của một ca dương tính virus corona trong một đám tang. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online có được thì sự việc xuất phát từ trường hợp anh TH 26 tuổi ngụ tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh vừa có kết quả xét nghiệm dương tính lần một với COVID-19 vào sáng ngày 24 tháng 3. Người này là du học sinh Mỹ nhập cảnh về Việt Nam ngày 10 tháng 3, cháu ruột của bác sĩ phó khoa khám bệnh bệnh viện huyện Bình Chánh. Ngày 23 tháng 3 thì ông nội của Hắc là cha của vị bác sĩ này qua đời nên tất cả người thân trong gia đình đã về chịu tang. Thời điểm này anh Hắc cũng có mặt và tiếp xúc gần với những người thân trong gia đình. Cùng ngày thì tất cả trên 50 anh chị em của bệnh viện đã đến viếng đám tang và có tiếp xúc với đồng nghiệp. Do bác sĩ này là lãnh đạo của khoa cho nên ban lãnh đạo bệnh viện gần như là đều có mặt, như là giám đốc bệnh viện, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, quản lý chất lượng, tài chính kế toán. Chỉ một số lãnh đạo phòng khoa đang bận việc và chưa dự đám tang lúc đó cho nên không phải cách ly, nguồn tin cho hay. Từ hôm nay 25 tháng 3 thì tất cả các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã được cách ly tại một khu cách ly tập trung ở huyện Hóc Môn. Mọi công tác điều hành đều phải thực hiện từ xa. Theo tìm hiểu thì từ khi về Việt Nam ngày 10 tháng 3, anh Hắc có lịch trình di chuyển và tiếp xúc khá dày đặc với nhiều người ở nhiều nơi. Tất cả các lần tiếp xúc, anh Hắc đều mang khẩu trang. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online cùng ngày thì đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh xác nhận tổng cộng 53 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện huyện Bình Chánh đã đi đám tang và được cách ly tập trung tại Hóc Môn. Hiện tại thì Ủy ban Nhân dân huyện đang khẩn trương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh ra soát người thân và đại diện ban ngành khác nếu có đi tham dự đám tang để có các biện pháp cách ly theo đúng quy định. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng là những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Hãy nhấn vào like, share và nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.